Tại đây có bán ạc Fly Together và tất cả các dịch vụ liên quan đến Fly Together. Ngoài ra còn có Roblox, Liên Quân bán ạc giá rẻ, thử vận may ạc Fly Together. Truy cập ngay shop Thịnh Yuka ở phần mô tả của mình nha. Alo các bạn ơi, nhớ ghé lên shop thịnhyuka.com của mình để mà ủng hộ mình ạc Fly Together nha. Bạn nào mà hỏi mình trên shop của mình có ạc Fly không á thì tất nhiên là có rồi các bạn, rất là nhiều luôn. Thì mọi người có thể xem nè. Ở đây á sẽ có vòng quay thổ vàng Fly Together nè. Các bạn có thể mua vật phẩm nha. Mua vật phẩm thì hiện tại á đang có giá là ưu đãi 16 thổ vàng chỉ với giá là 35k thôi. Nên là các bạn vào chỗ là mua vật phẩm Fly Together này, kích vào để các bạn lựa chọn nha. Thì 16 thổ vàng 35k nha mọi người ơi, dành cho bạn nào mà không được nạp vào trong game để mà các bạn có thổ vàng á. Rồi tiếp tục nữa là ạc Play Together tự chọn nè, thử vận may Play Together sơ cấp nè và thử vận may trung cấp và siêu cấp. Thì mấy cái mức độ này á thì hiện tại bây giờ ạc rất là ít nha, bởi vì các bạn vào random rất là nhiều luôn. Thì mỗi tài khoản nó sẽ có số kim cương khác nhau, 200, 300 và tùy thêm mức độ nha mọi người ha. Nhớ vào shop thịnhyuka.com nha các bạn ha, .com nha. Chứ bạn đừng có vào shop khác là chết tôi luôn á. À, nó là cái xe nha. Tên của nó là ngựa lật cọc tắc Giáng sinh nha mọi người. Bạn nào mà chưa biết cái xe này nó chạy như thế nào, một lát nữa mình cho các bạn xem nha. Trời ơi, nó nhìn nó hài tấu hài lắm luôn đó anh em. Rồi, 1.000 sao. Ui, 1.000 sao được khỏi cần đi bắt, 500 sao là 1.500 sao luôn nè. Uầy, rồi. Bây giờ là mấy cái sự kiện này thì nó quá là dễ cho mình luôn, đúng không mọi người? Rồi, đầu tiên là mình sẽ gặp cái NPC Elfree nha mọi người ha. Thì sẽ có một số NPC mới. À, phải làm sao đây? Mình phải làm mất, mình đã làm mất tất cả những ngôi sao mà mình đã dày công thu thập suốt cả năm rồi. Ôi bạn tôi lại khóc à, đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Vật trang trí ngôi sao lớn quý giá đã bị vỡ và những ngôi sao bên trong đã bị rơi rải khắp đảo Kea rồi. Đồ chế tạo trong xưởng thì cũng đã rất là nhiều mà, nhưng mà phải cần có các ngôi sao này thì mới chế tạo được. Vậy thì sẽ đợi bạn hãy giúp tôi bắt những ngôi sao này mà chế cái xưởng này mà để mà chế tạo đồ nha. Đấy. Admin nói vậy nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình đi một vòng. Sau đó thì hôm nay là mình sẽ chỉ cho các bạn những cái vị trí mà nhiều ngôi sao luôn nha. Đây chẳng hạn giống như ở đây nè. Đó, mà cũng mấy ngày rồi mình chưa là ạc chính mọi người à. Hôm nay là có cái sự kiện mới, là quyết định là mình sẽ chơi lại cái ạc chính nha. Bởi vì ạc chính của mình là nó có cái vật xịn nha mọi người. Chứ cái ạc cùi thì làm gì có cái vật xịn đâu bắt mọi người. Rồi mình cũng nhớ cái ạc chính của mình quá nên là hôm nay mình quyết định mình chơi lại ạc chính luôn. Mình mới thấy là nó có một cái ngôi sao nè. Xong cái đó thấy mình lại xong nó chạy mất tiêu luôn. Trời ơi. Tính ra là mấy ngôi sao nó khùng dữ ha. Đây có một ngôi sao nha. Đây. Trời ơi. Ê. Bỏ đâu rồi? Ôi trời ơi, đây mọi người thấy không? Thì những cái vị trí mà xuất hiện nhiều ngôi sao á thì từ từ các bạn đợi mình 50 giây để mình coi thử là sau khi nó sẽ ngẫu nhiên nha các bạn ha. Có thể là 10, cũng có thể là 500, cũng có thể là 200. Mình nghĩ nó giống như cái đợt sự kiện lúc trước á mọi người. Một lát nữa mình chỉ cho các bạn vị trí nhiều. Mình biết cái vị trí nhiều nó nằm ở đâu hết á. Rồi, bây giờ là Elfie nha. Elfie sẽ nói là bạn có thể đi tìm về vật liệu cho tôi được không? Chỉ cần 10 giải ri băng gói quà ở thị trấn về là được rồi. Wow, cái này thì dễ rồi các bạn ơi. Admin bảo mình vào thị trấn xong rồi tìm 10 giải quy băng hà thôi. Rồi ok, bây giờ vào thị trấn luôn nha. Rồi vào thị trấn luôn nè. Đấy mọi người. Ê, lộn nhầm các bạn ơi. Vào khu trung tâm mất tiêu rồi. Sáng sớm tôi chạy cái tôi bấm nhầm luôn rồi. Mọi người ơi, các bạn nhá, nhớ nha, các bạn bấm like nè, ủng hộ mình nha mọi người. Mình bị flop nhiều lắm rồi các bạn ơi, mình bị flop lắm luôn rồi đấy. Nên bây giờ chỉ có các bạn mới cứu được mình thôi. Rồi bây giờ ra tới Blaza đi. Nên Blaza nha mọi người, để mình qua thị trấn nha. Rồi ok. Rồi vào thị trấn, đây. Ở trong thị trấn này hình như là mấy cái khuy băng này mọi người, nó sẽ rơi rải khắp mọi nơi á. Giống như là rác đấy mọi người. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là đi tìm 10 cái quy băng này nha. Nhìn từ xa xa là các bạn thấy cái gì chưa? Đây hình như là mình thấy có một cái rồi. Ui cái xe của ai chạy mà nhìn nó lẹ vậy. Đấy mọi người thấy không? Rồi một cái nha. Một may là tôi có xe nè. Xe này thì nó chạy nhanh là một nè. Thứ hai là các bạn biết sao không? Nó nhìn rộng á, cho nên là mình có thể nhìn được các cái quy băng nó rơi ở đâu mọi người. Đây mọi người thấy không? Đấy. Đấy chính là cái điểm lợi ích của cái xe này nha. Rồi cái thứ hai này nó. Rồi tiếp tục mình đi tìm tiếp nha. 10 cái nha mọi người ha. 10 cái nha. Rồi 10 cái đúng không? 10 cái. Không biết là nó có rơi trên nóc nhà của người ta không ta. Nhiều lúc mình sợ nó rơi trên nóc nhà của mấy ông kia lắm. Nhạc thôi. Rồi 3 cái nè. Đây có cái thứ tư nè. Uầy, kiểu này toan rồi. À thôi thì nó giống như là các bạn biết sao không? Nó không có nhiều nhưng mà nó giống như là kiểu như là ngẫu nhiên á. Nếu như mà tới cái phút thứ ba. À ở đây một cái nè. Trời ơi nó giấu cho bùn hoa các bạn ơi. Đấy mọi người thấy không? Giấu cho bùn hoa một cái nha. Trời ơi đây là những cái vị trí nó giấu đúng kỹ luôn á mọi người ạ. Ở trong này thì không có nè. Rồi vô cây xăng, sau cây xăng coi thử nha. Từ mọi người thấy không? Ai cũng đang thi nhau đi tìm hết kìa. Ở sau cây xăng thì không có này.
Ok rồi, còn 4 cái nữa mọi người ơi. Ui, 4 cái nữa các bạn ơi. Ê, đây ngay chỗ góc này nha mọi người ha, góc này nè, ra đây. Rồi 3 cái nữa nha mọi người, 3 cái nữa, 3 cái nữa. Ôi, 3 cái nữa phía sau đó có một cái nè mọi người thấy không? Đây, đây đây đây, 8 cái còn 2 cái nữa nha mọi người ơi. 2 cái nữa, 2 cái nữa nha. Ui, 2 cái nữa. Hai chỗ này. Ôi, tôi biết ngay mà, thế nào chỗ cái xe đạp này cũng có mà. Rồi 9 cái này, 9 cái này khoan từ từ nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, còn một cái cuối cùng nữa nè. Một cái cuối cùng nữa, một cái cuối cùng nữa, chỗ này nãy mình coi rồi. Một cái cuối cùng nữa, một cái cuối cùng nữa các bạn ơi. Căng 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 căng. Một cái cuối cùng nữa, mình nghi lắm, mình nghi ở đây lắm nhưng mà không biết có hay không nữa, nhưng mình cũng hơi nghi. Đây, phải phải không? Đây 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 đây. Rồi ok. Vị trí 10 cái đã hoàn thành nha mọi người. Rồi bây giờ hãy nói chuyện với lại Elfree. Đấy mọi người thấy không? Thì nói chung vị trí của 10 cái này á, là nó không nằm ở trong tòa nhà mà nó sẽ nằm ở rìa khắp map luôn. Các bạn sẽ đi sát map ở hình vuông, các bạn sẽ đi full map nha mọi người nha. Các bạn đi hình vuông nha, đi sát sát ngoài rìa nha mọi người. Nó nằm ở đằng sau cây xăng này, rồi sau cái hàng rào xe đạp nè, rồi ở sau cái khu nhà ấy nữa nha mọi người. Đấy nói chung là nó sẽ nằm ở ngoài map luôn á. Ok, rồi x3 phần thưởng lên. Đấy, được 75 sao này mọi người thấy không? Trời ơi, cái sự kiện nó hơi khó một tí nha mọi người. Rồi, cùng làm quà nào? Làm một chiếc xe máy bay đồ chơi trong xưởng chế tác và đưa cho Elfree. Ôi, được rồi, được rồi, được rồi. Nhưng mà quan trọng là nguyên liệu là cái gì nè? Khó là khó cái chỗ đó. Ê, nguyên liệu là 85 sao là đủ luôn các bạn ơi. Uầy, đồ chế tác mới kìa. Ê, các bạn coi nha, đồ chế tác mới này. Sẵn tiện mình review cho các bạn có đồ chế tác mới luôn. Wow, đợt này thì mình thấy là cái xe này nó đã ra lại rồi các bạn. 6.500 sao luôn. 6.500 sao đúng không? Thì đây, xe ra lại rồi. Đồ cũng ra lại luôn. Mấy cái này là chủ đề xe đẩy hộp quà. Ôi, ủa, cái xe đẩy hả? Trời ơi, xe đẩy các bạn ơi. Cái này là cái xe đẩy nha mọi người. Cái xe đẩy hộp quà màu tím nha. Uầy, cái xe mới nha mọi người ơi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Xe mới, xe mới, xe mới, xe mới, xe mới. Đây, để mình chụp lại cái xe mới nè. Đó. Thì xe này là cái nền màu xanh nước biển nha. Tốc độ 9, độ gia tốc 9 và tốc độ 4.5 một chỗ, nói chung cũng khá là nhanh đó mọi người. Rồi, cái này cũng là xe đẩy luôn nha mọi người ha. Đấy, đây cũng là xe đẩy luôn. Ui, đợt này tới 2 xe luôn hả? Sao nhiều xe dữ hả? Rồi, còn cái này là cái máy bay đồ chơi thôi các bạn. Đây là chỉ là cái máy bay đồ chơi thôi nha mọi người. Cái này không có điều khiển hay là gì được đâu nha. Rồi, tiếp tục nữa là cái xe màu đỏ nha mọi người ha. Ôi, các bạn thấy cái xe màu đỏ không? Đây này đó, xe màu đỏ này. Trời ơi, toàn là siêu xe xịn không á. Mấy chiếc xe này á thì tốc độ của nó đều giống nhau hết nha mọi người. Nhưng mà các bạn phải đi nhặt táo. Trời ơi, phải đi nhặt táo các bạn rồi mua cái xiên này, rồi nhặt wasabi nữa. Ơi, được. Còn đồ Giáng sinh thì các bạn chỉ cần bắt cho mình mấy kia thôi là ok rồi. Ok. Thì nói chung là dễ nha mọi người ha, chỉ cần các bạn bắt được nhiều sao được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đưa máy bay đồ chơi cho ông này đi, mình làm xong nhiệm vụ này đi. Nói chung là vẫn là phải cần bắt nhiều sao nha, càng nhiều sao càng tốt nha. Rồi, x3 lên. Đó, rồi tiếp tục các bạn qua gặp NPC Airphone nha mọi người ha, Elfree và Airphone nha. Airphone thì sẽ hãy đi như vậy, bài thể dục Santa bắt đầu. Rồi, động tác đầu tiên lắc lư treo chọc cho mọi người ha. Đây mình phải nhớ mọi người, nãy mình không có nhớ nha. Thứ hai là các bạn sẽ khoe dáng nha. Thứ ba là vũ đạo đá xoay nha. Rồi bây giờ trả lời câu hỏi nè. Đấy, sự lắc lư treo chọc nè. Tại mình không nhìn nha mọi người, nãy mình không có nhìn câu hỏi nha. Mình trả lời một lúc luôn. Rồi khoe khoang nè. Rồi cuối cùng nữa là cú đá xoay nha mọi người ha. Rồi ok, xong. Quá đơn giản luôn mọi người ơi. Rồi, phần thưởng của mình là 150 sao nha mọi người ha. Nói chung thì các bạn cũng không cần làm nhiệm vụ nữa đâu. Mình thấy nó không có quà gì mới nha mọi người. Chủ yếu là bây giờ các bạn biết cái gì không? Phải đi bắt thật là nhiều ngôi sao vào. Đấy, phải đi bắt thật là nhiều ngôi sao vào. Nhưng mình sẽ coi thử là ông làm không làm gì nữa nha. Rồi, ok. Bây giờ là mình sẽ đi bắt ngôi sao để mà chế tạo xe mới nha mọi người ha. Ngôi sao là quan trọng nhất nha mọi người. Ôi, đồ Giáng sinh ra lại rồi mọi người ơi. Đồ Giáng sinh ra lại nè. Đồ Giáng sinh ra lại rồi kìa. Ôi, nhìn cũng đẹp đấy nhờ. Rồi bây giờ bắt đi bắt ngôi sao nha. À đây rồi. Bạn nào á mà gặp cái ngôi sao lấp lánh á là các bạn sẽ mở nó được 100 đến mấy trăm sao luôn nha mọi người. Tạm thời là mình thấy các bạn gặp ngôi sao lấp lánh á xong rồi các bạn mở được 100 sao luôn đó các bạn ơi. Nhưng mà hồi nãy giờ mình đi khá là nhiều nhưng mà mình chả thấy ngôi sao lấp lánh ở đâu các bạn vô. Rồi đây tiếp tục có một em nữa nè. Nói chung thì mọi người không cần đi chậm nha, cứ đi nhanh cho mình được rồi. Bắt chặt bắt lại thôi không sao hết. Nó không có mắc đâu mọi người. Cứ đi nhanh bắt cho mình nha, đừng có đi từ mấy công đó mọi người, lâu lắm. Siêu lâu luôn á. Tính ra là mình thấy ở trong khu camping á là có nhiều ngôi sao nha mọi người ơi. Mình cứ bắt xong rồi mình thoát ra mình vào lại á, là ở trong này mình thấy là xuất hiện khá là nhiều luôn á. Ok, nhưng mà sao nè.
Rồi 15 ngôi sao nha. Thì gặp ngôi sao này cứ bắt thôi mọi người ơi, bạn bắt điện thoại thì dễ rồi, cứ chạy tới bắt thôi, đừng có đi chậm nha. Mình thấy có vài bạn cứ ngồi cứ nhìn ngôi sao mọi người, nhìn như vậy lâu lắm mọi người. Bắt đại là được nè đấy. Nhưng mà không có ngôi sao lấp lánh nha. Bây giờ là các bạn phải tìm đứng ngang mới vượt được hay gì. Rồi ok nha, rồi tiếp tục các bạn ơi, tiếp tục nha. Phải tìm bằng được cho cái ngôi sao lấp lánh. Chắc chắn là tôi sẽ tìm được cái ngôi sao lấp lánh nha mọi người. Đây rồi. Đi đâu? Ê, đi đâu? Cái gì vậy? Rồi đây, để coi thử là 20 sao nha các bạn. Tạm thời là mình là được 20 sao là cao nhất nha. Rồi tiếp tục. Mình phải coi thử là bao nhiêu là nhiều nhất cho mọi người. Mình nghĩ chắc 500 á. Wow, đấy mọi người thấy không? Wasabi mọi người nhớ nha. Bây giờ là các bạn phải bật nhặt wasabi luôn. Xong rồi thì các bạn nhớ nha. Cứ đi tới đâu tới đó là các bạn thấy wasabi là các bạn nhặt nè, hoặc là trứng tươi á các bạn nhặt hết cho mình nha. Đó, cứ nhặt hết cho mình đi. Tại vì nếu như mà các bạn không nhặt á là mấy bạn khác sẽ nhặt cái nha mọi người. Đợt này là mình nghĩ là mấy cái món đồ này là sẽ hiếm nha. Rồi đây. Vì có nhiều bạn sẽ chơi kiểu là mấy bạn chế tạo một lúc 4-5 xe luôn á, nên là các bạn nhặt nhiều lắm. Còn ví dụ như mình á là mình chỉ cần một xe thôi nha mọi người. Rồi đây, wasabi nữa nè. Đó, mọi người thấy không? Quá, ok rồi. Trong thời gian nhặt wasabi thì mình sẵn tiện mình sẽ kiếm ngôi sao luôn nha mọi người. Hên đó là cái ngôi sao này hình như á là chỉ có mỗi một người thấy thôi. Chứ nếu như mà hai người thấy á, thì các bạn biết kết quả nó như thế nào đúng không? Một người thấy thì đỡ nha mọi người, chứ hai người thấy thì chắc là giành chịu không nổi luôn á. Cầm cái vợt nhau mà đánh lộn luôn mọi người. Hai người cầm cái vợt mà quánh nhau luôn á chứ. Nói chung thì theo như mình nghĩ á, là ở bên khu camping á là ấy à, là cái nơi mà nó nhiều nhất cho mọi người. Cứ đi ra đi vào, ôi, đi ra đi vào là rất là nhiều ngôi sao luôn. Nhưng mà mình tìm hoài này chưa thấy cái ngôi sao lấp lánh, chưa thấy ngôi sao lấp lánh ở đâu hết nha. Rồi 25 sao này. Đấy thì mình khuyến khích các bạn là nên vào khu camping. Uầy, nó lại có nữa nè mọi người. Mọi người thấy không? Nên vào khu camping để mà bắt nha. Khu camping nó nhiều sao lắm luôn mọi người. Ấy à, thề luôn mà sao tôi bắt nó cứ, Nó cứ chạy nè. Rồi 10 sao nè. Nhưng mà kiếm ra được cái ngôi sao lấp lánh ở đâu thì mình không thấy nha mọi người. Từ từ các bạn đợi mình một lát nha. Bây giờ là nói chung phải kiếm được ngôi sao lấp lánh để làm bằng chứng cho các bạn coi. Thì theo như mình được biết á là thấp nhất hiện tại bây giờ đã lên tới 150 rồi. Thì có thể là nó sẽ là 200 và 500 luôn nha mọi người. Có thể là 500 luôn nha. Nhưng mà 500 thì... Ây! Rồi! Mình phát hiện được một ngôi sao lấp lánh rồi các bạn ơi. Đây rồi! Chắc chắn luôn mình nghĩ nó sẽ là 100 sao. Một hay là 150. Hoặc là 150 sao nha mọi người ơi. Ngôi sao tỏa sáng nha. Đấy, ngôi sao tỏa sáng nha mọi người. Thì tên của nó là ngôi sao tỏa sáng nha. Đây mọi người thấy không? Đây mình chụp lại cái hình mình cầm cái ngôi sao luôn nè. Đây nè. Đó, mọi người thấy ngôi sao tỏa sáng nó khác không? Quay. 500 sao. 500 sao. 500 sao. 500 sao. Trời ơi. Rồi, 500 sao là con số mapping và là con số cao nhất. Ví dụ như các bạn đi bắt lòi hơi thì cứ 10, 20 sao thôi. Tôi bắt một cái 500 sao thì nó thiệt, ai lại mình nữa các bạn. Ai lại mình nữa. Rồi chấm dứt cái video tại đây luôn nha. Bây giờ là các bạn vào ngay khu camping và đi tìm cho mình cái ngôi sao thường và ngôi sao tỏa sáng lấp lánh nha. Nó có thể là 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 và cao nhất là 5 xỉ nha mọi người. 5 xỉ là cao nhất rồi á. Nếu như mà cao hơn nữa là 1000 thì chắc là mình nghĩ là không tin các bạn. Ấy, bên kia có một ngôi sao nè. Để bây giờ mình qua bên đó là mình làm thịt nó luôn nha mọi người ha. Mình bắt nó luôn đi. Đây để mình qua đó mình bắt nó luôn đi. Uầy, có 3 4 cái ngôi sao luôn kìa. Trời ơi nó nhiều lắm các bạn ơi. Lúc cần thì không thấy mà lúc thấy thì nó quá trời luôn. Uầy. Ây đây, lúc thấy thì nó quá trời luôn mọi người. Trời ơi, mình được con số cao nhất là 500 sao đó mọi người ơi. Ủa, hồi nãy mình mới thấy mấy cái bên đây luôn mà. Ủa, alo. Mọi người hồi nãy các bạn có thấy không? Mình thấy nha mọi người, mình thấy nó nhiều lắm luôn á. Mấy cái bên đây luôn mà sao mình lại cái một cái gì ta. Game lừa người chơi rồi. Tự nhiên mọi người mắt của mình nó cũng hơi mờ á mọi người ha. Ôi, nhưng mà ngon quá, mình mới được 500 sao rồi. Thôi, không cần các bạn mắt cũng được. Có 20 sao rồi, không sao hết. Mình mới được 500 sao mà. Dân chơi mà sợ các bạn nhờ. Dân chơi mà sợ gì. Rồi bây giờ tiếp tục nữa là mình sẽ đi vòng vòng ở trong đây. Bây giờ ước gì nha. Ước gì gặp thêm được một em ngôi sao lánh kiếm được 500 sao nữa thì ngon mọi người nhờ. Ngon nhờ. Rồi có 2 ngôi sao nha. Tôi thấy có 2 ngôi sao nè. 2 ngôi sao nè. Đây bở hơi tai liền. 25 nè. Mọi người thấy không? Mọi người thấy đã không? Trời ơi. Ê bên kia có một ngôi sao nữa kìa. Trời ơi mọi người ơi.
nó nhiều lắm các bạn, vị trí rồi siêu nhiều. Ủa bắt hụt sau cánh mắt tiêu luôn kìa. Trời ơi, nó mất nhưng mà nó vẫn xuất hiện lại nha mọi người. Đây, wow, nó mất nhưng mà nó xuất hiện lại nha. Đây các bạn thấy không, nó mất nhưng mà nó vẫn xuất hiện, nó vẫn ấy kìa. Tê.